Đúng Quay rồi. trở lại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiều Đình Hùng ạ. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết được là những cái sai lầm nào mà dễ thấy nhất trong cái sinh hoạt hàng ngày, trong cái việc vận động mà những cái người của nhiều người mà mắc phải, dẫn đến là sẽ mắc phải những cái bệnh lý về về thoái hóa khớp hay cột sống ạ? Nó có rất là nhiều nguyên nhân mà người ta hay gặp nhất là sinh hoạt, tức là làm việc, tức là tư thế làm việc. Vâng. Ví dụ như chúng ta ngồi quá lâu ở một tư thế, nó sẽ gây ra thoái hóa. Nên gần đây thì chúng tôi gặp rất là nhiều những người bạn rất trẻ, nhưng mà chủ là ngồi ở văn phòng, thoái hóa rất là nhiều. Thì là nguyên nhân thứ nhất người ta gặp. Hai nữa là ngay là tuổi học sinh học đường ấy, tại cái tư thế học nó không đúng, hoặc là cứ ngồi ly một liên tục. Ngày xưa thì hồi tôi còn đi học thì khoảng độ nửa tiếng cái gì đấy thì thầy giáo bắt đầu cho Dạ, mình dạy, một cũng năm tập thể thôi, dục tại chỗ ngày đấy, một nhưng tiếng bây giờ thì hình như là hết rồi hay sao. thôi. Đấy là cái thứ hai, cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai thì tập thể thao nó không đúng. Ví dụ như tôi thấy là hình thường thì một con người ta thì cái mức độ chịu đựng của nó, đặc biệt là cái khớp gối này này, hoặc là cột sống thắt lưng, cái mức độ chịu đựng của nó khoảng độ 6-70 kg thôi. Bây giờ mình tập tạ, hoặc là bê, những cái người lao động người ta bê vật nặng mà sai tư thế. Ví dụ Vâng. như mình bê mà cái lưng nó thẳng, khớp nó thẳng thì không sao, nhưng nếu mà mình bê mà tư thế nó lưng nó bị còng, cột sống nó bị cong lại, mà mình bê tư tư thế cúi đấy thì nó rất là nguy hiểm. Mà tức là những cái người tập tạ thì phải đến, tôi quan sát thấy nó phải đến 89% về lớn tuổi là cột sống nó dễ đệm, mà cột sống nó bị tổn thương hết, tại vì nó chịu tải quá nặng đấy. Hoặc là những người mà gần đây ta gặp những người béo phì cũng vậy. Thế là chúng ta biết người gầy thì không sao, nhưng người béo phì thì cái tỷ lệ thoái hóa khớp và cột sống nó rất là sớm và rất là nhiều. Dạ, vâng. À, điều này cũng có thể cho thấy rằng với những hình ảnh mà mọi người hay thường gặp ở các phòng tập thể dục thể thao hay là những cái khu tập thể thao công cộng thì có rất là nhiều người khi mà tập tạ, đúng không ạ? Thì thường họ phải bây giờ bảo vệ bằng cách là đeo những cái đai về cho quanh lưng, hay đơn giản là có cả những cái đai gối nữa, thì chắc chắn đây là những hình ảnh mà quý vị hay thường gặp. Cũng giống như là những cái chia sẻ từ phía Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiều Đình Hùng, chúng ta có thể thấy được rằng là cái việc mà chúng ta ngồi quá lâu trong một ngày trong một cùng cái tư thế như vậy mà lại ngồi sai cả tư thế nữa thì cũng sẽ dễ dàng dẫn đến cái việc mà chúng ta sẽ mắc phải các bệnh lý về thoái hóa khớp hay là cột sống. Đó là những cái nguyên nhân chủ yếu mà vừa rồi Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiều Đình Hùng cũng chia sẻ, hay là Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng đã chia sẻ vừa rồi.